hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món bánh xèo chay của miền Tây quê mình. Thành phần gia vị là để làm món bánh xèo chay này thì gồm có bột chiên giòn. Bột chiên giòn này là bột chiên giòn mình mua, bột chiên giòn của Vĩnh Thuận nè. Và bột hương xưa, bột bánh xèo hương xưa. Trong này thì nó cũng có dừa rồi, nhưng mà mình muốn béo thì mình thêm dừa nữa, cho nên là mình phải thêm một cái dừa. Cái sắn, một cái đỏ, cái trắng này lát mình làm thêm mắm. Bằm chay mình mua về mình ngâm rồi mình xả như thế này. Đậu hũ còn củ sắn, giá. Củ sắn này thì mình đã sắc gần là sắp để làm, nhưng bánh xèo mình đã sắp nhuyễn sẵn rồi. Mình sẽ rất là rau kèm là lá bằng lăng nè, cải và rau diếp cá, còn hái thêm một mớ rau dừa nữa. Cơm mình để vô trong nhân là cho nó ngọt. Giờ mình bắt tay vào việc nha. Bánh xèo đây một thằng 1 kg bột rất là đàng khoảng nhà mình có mấy 30 cái thì chịu, tùy theo mình đổ lớn nhỏ nữa, tùy theo chảo. Hai mấy cái tam ly còn như giống như như vậy nè, chuẩn bị như là đủ khoảng 2 củ sắn rồi ký giá. Ký giá nha, phải tùy theo mình ăn nhân nhiều hay ít nữa. Hồi nãy là em chiên 2 miếng đậu hũ hả? Dạ 2 miếng thôi chị, với 100 g thịt bằm em ngâm ra được như thế. Chứ 2 củ sắn, 3 củ cây đỏ, 2 củ thì mình làm nhân, còn củ thì mình làm dưa nước mắm nha. Trong bánh xèo này là đủ gia vị trong đây hết, là dừa và gia vị là nêm dừa luôn đó, nhưng mà mình thích béo thì mình thêm một trái dừa nữa. Cái đó mình xắt về được đó, cho nó đều với củ sắn, cho nó đẹp. Đậu hũ thì mình xắt mỏng mỏng vậy nè, để chung với cái thịt bằm nó. Nói cho giường có đọt chùm mồi nữa nè, có người gọi là tròn mồi, có người gọi là chùm mồi nha. Ăn nó chua chua. Nhào nhái mà ăn với bánh xèo của anh cho ngon, nó mỡ thơm nữa. Ngon, nhắc nó tốt khoảng 3 bột cho nó. Để chị đặt nha. Rau với cá mới hái ngoài vườn nó ngon ghê. Ngon, nó tốt ghê. Rồi rau cần ống cũng mới hái ngoài vườn luôn á. Rau găm nữa, rau găm nãy cũng hái ngoài vườn luôn. Ăn biết nó non. Em dắt nước dừa xong rồi em đi xào nhân đi. Em xào nhân đi, chị pha bột cho. Dạ. Nước cốt dừa dắt xong rồi mình cho bột vô. Quậy lên. 2 bịch bột này thì mình cho khoảng chừng 2,5 lít nước đi. 2 bịch bột với 1 bịch bột này là 2,5 lít nước. Vì mình có thêm miếng bột gạo. Bột này nó có dừa trỏng sẵn nè, bởi vì đổ ra nghe nó thơm mùi béo á. Nghe thơm mùi dừa nó. Là 1 bịch chiên giòn và thêm khoảng 100 g bột gạo. Cái nhìn bột trắng vậy đó, khi mình cho nước vô cái hồ nó ngã màu vàng liền. Giờ mình cho thêm nước đây nữa là nó mới đủ rồi, lượng nãy như nó có chưa đủ. Rồi mình thêm như đây, nếu mà nhưng mà mình chiên á, rồi xong mình chiên thử một cái. Nếu như mà cái bánh nó mỏng quá thì cái bánh nó dày quá thì mình thả thêm nước, còn nếu nó vừa rồi thì thôi. Rồi cho vào nữa lon bia. Bia nó có men nè. Nên mình cho bánh nó giòn để lấy bánh. Một bánh xèo này thì hành có sẵn rồi, nhưng mà nó khô nên nhìn không có đẹp. Mình cho thêm một mớ hành tươi vô nó đẹp mắt hơn ha, nó có màu xanh đẹp ra. Mình bắt đầu đi xào nhân thì chảo nóng mình chế dầu ha. Mình xào 3 cái phần nhân thịt với đậu hũ với nắp trước, rồi mình mới xào da củ cải này kia riêng, rồi mình để vô cho khỏi ti vô cho nó thơm béo thôi. Mình để thịt bằm vô trước tại vì cái này phần này nó sống nên mình xào tiếp. Mình xào cho chín rồi mình ướp gia vị vô, mình để đây rồi mình xào 3 phần là chín rồi mình trộn vào nhau cho nó chay. Thập hũ thật thêm chay, nửa hũ cà phê bột ngọt, một ít đường mình tí muối. Giờ thì mình để nóng lên thôi.
mình xào cho chín rồi mình để ra đậu hũ vô một trộn. Chai với nấm rơm chín rồi mình khoảng 15 phút rồi để đậu hũ vô, mình cho thấm gia vị rồi mình tắt bếp rồi mình xào, mình xào dầu vô. Thêm miếng tỏi phi cho thơm. Giờ mình để củ cải trắng với củ cải đỏ cho mình xào tiếp. Cho hai món hạt thêm lên. Một muỗng bột ngọt. Hai muỗng đường. Mình nữa muỗng muối. Muối ít. Mình trộn này gần chín rồi mình cho giá cho mình trộn được rồi. Nãy giờ mình xào khoảng 7 phút rồi, giờ mình để giá luôn cho nó còn giòn giòn. Đảo trộn đều thôi là được. Mình để hành vô là mình tắt bếp. Đầy hơi khó xào chứ. Khoảng 2 phút rồi, giờ mình để hành vô, mình chọn là mình tắt tiếp, rồi mình chọn 3 phần nhân này đi. Rồi để cái gỗ là tiếp đó em xếp qua đây tặng cho nó cho nước. Cho nước. 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 Giờ mình sẽ chọn phần nhân. Rồi mình chọn đều, mình tắt tiếp, mình chọn đều nữa là mình đưa ra gỗ. Chiên bánh không có giòn bằng cái chảo gang. Thắt bát gần mình tha vô cái chảo giống như mình tha dầu vậy đó mà nó không bị dính. Cái chảo này là mình mới mua còn mới tinh luôn nè. Rồi mình để chân vô. Quá trời, cái bánh nó đẹp cơ kìa. Cháo gan chiên bánh nó giòn. Ừ, mà cái màu bánh nó cũng đẹp nữa nè. Mình đổ nó không dính thôi chứ nó không có bằng. Nó mạnh cái chảo kia. Cái chảo gan là cái bánh của mình nó giòn, nó ngon hơn nha. Còn cái chảo không dính là nó chỉ không dính bánh cho mình dễ lấy ra thôi, nhưng cái bánh nó mềm, nó không ngon bằng. Sao giòn nó chín. Bánh này giờ nó giòn quá rồi.
chiên chắc là nó là lâu lắm cho nên là mà mượn thêm chín với thêm mốt qua chiên phụ cho nó nhanh. Đúng rồi. Chắc nó được vậy. Cái làm gì nãy không? Cái lần là ai tha trả ai vậy thêm mà chứ. Không nhớ luôn đó. Giờ vô phơi rồi. Nước mắm mình nấu xong rồi nè, còn cái này là củ cải trắng với củ cải đỏ. Củ cải trắng cái đỏ sắc sắc ra xong rồi để muối vô, dắt cho gáo rồi nấu nước giấm đường để vô. Mắm đậu nành là nước mắm đậu nành trên kênh có chia sẻ mấy video trước đó. À, mình làm bằng nước mắm đó tại vì mình ăn chay nên sử dụng bằng nước mắm đó. Xong rồi đó, mai cả nhà mình bánh xèo với mình nha. Rồi về con ăn được chưa? Gửi cho con dễ ha. Rồi bên đây đi, chừng nào con uống. Rồi con cũng ăn luôn đi. Con tự lấy được không hay có thì con? Con có ăn rau không? Có rau lá cách, có lá cách nữa đó người Vi. Vậy qua bên không? Đây đi nè. Cái đó là cải đó, cải đắng. Chỗ này mới gọi là lá cách nè. Rau thơm. Như lá bạc dừng, có lá bằng lăng nữa. Lá giúp đá, lá bằng lăng nè. Này lá bằng lăng. Thích thịt phải không? Gấp được không? Mày út gấp đi. Con thích thịt. Con có lấy rau không? Con chỉ biết thịt hả? Thôi nãy biết chừa riêng cho con. Nó rớt thôi con cuốn rồi. Lấy rau cuốn cho không? Con ăn một chén thịt luôn. Vậy hả? Bánh. Thịt chay. Nè con để bánh này để bà sáu lấy rồi. Con ông nội chưa ăn hả? Trước hả? Nội ra. Ngon không trời? Ngon. Cái xèo miền Tây. Xèo miền Tây ăn vậy mới ngon. Cốn. Cốn rau. Lại ăn rau nó mới được nhiều. Cái này phải rớt mới đổ nóng ra ăn ha. Ừ. À, đây nè. Này mình lá cắt nhiều lắm hả mẹ? Nè. Nên nó xuống thì chút chọn được không? Thơm. Mình nói để vô thơm. Tôi nhá cái đống này vậy thấy chưa? Thằng Vi nó không biết chờ mồi là cái gì đâu. Chờ mồi với bằng ăn. Chờ dao đó. Rồi lá đó đỏ. Chờ mồi với dao bằng ăn. Con ăn vô đây nó chua chua nó ăn không ngán. Rồi 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 rồi. Cái gì vậy? Mình kiếm rửa chén con. Ừ, đẹp quá, thịt bận lắm. Có xèo không? Này, cho con nè. Có xèo không? Ăn phải miếng xèo không á? Hơi vừa nước hồi kìa. Cái này đổ vô luôn. Chị nó chưa? Mình đăng ra nữa mình tủ mình ha. Lát đó chị, bể lên lát lát đi. Chị tha tha cho nó dễ. Ai gì mà chị hồi đó mà thịt heo mà chị chán xảo vậy. Bao lâu được ăn bánh xèo không? Không dính cái gì? Không dính nha. Gần đây chị nhiều chứng bệnh luôn. Không nhớ. Tiên kim đúng rồi mà. Dùng dưới giấm. Dùng dưới giấm dăm lại. Thấy một cái rồi. Ngon kìa. Nhộn quá. Kết thúc. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.